Anh mau xin lỗi khách hàng mà nói là anh sai rồi đi. Anh sai rồi? Không phải, ý của tôi ấy là anh phải nói là tôi sai rồi. Quản lý của tôi bảo là cô ấy sai rồi. Anh đúng là đồ chậm hiểu. Anh đúng là đồ chậm hiểu. Ai hốt thì mà. Anh đi ra khỏi đây ngay. Anh đi ra khỏi quán tôi ngay. Mình nói như thế với khách của quá đáng lắm ạ. Từ mai anh không cần phải đến đây nữa nhá. Từ mai anh đừng có mà đến đây nữa. Em chào anh ạ, anh đến mua máy tiếp ạ. Em ơi, cho anh mua hết laptop rồi anh ạ. Dạ vâng ạ. Anh ơi, sao lần nào anh cũng mua nhiều đấy. Ai hốt mà. Anh nói gì ấy? Anh ơi, em đang bảo các bạn lấy máy rồi anh ạ. Ok, nhanh lên em nhá. Nhưng mà em hỏi thật đấy, anh mua nhiều này, anh có dùng hết không? Sao lại lãng phí ra? Ôi giời, em lại cấu anh chỉ nói sự thật thôi mà. Từ bây giờ tôi không bao giờ mua máy ở đây nữa. Cái máy này làm sao nhỉ? Ai chậm, chả làm ăn được cái gì. Đâu anh xem nào. Anh đây nó vẫn được mà. Không được. Alo, sao? Ủa, thật á? Anh ấy tặng mày hẳn một con iPhone 12 làm quà 18 tháng 3 á? Sướng thế, tao chẳng biết được. Thế nhá. Em, quà 18 tháng 3 của em này. Ôi sao anh biết em thích con máy này? Em cũng chả biết tại sao anh biết nữa.